Xin được trân trọng giới thiệu quý ông bà anh chị em đang hiện diện, cha chánh xứ đã có mặt trong giới chúng ta ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng cha xứ của chúng ta. Rồi cảm ơn bà con rất nhiều. Giờ đây thì kính mời quý ông bà anh chị em nghe thư chúc mừng của tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai ngày 2 tháng 12 năm 2019. Kính gửi các vị giám mục, linh mục, mục sư, truyền đạo, nam nữ, tu sĩ, đồng bào, công giáo, tin lành trong dịp nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019. Kính thưa quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào, công giáo, tin lành thân mến. Không khí hân hoan chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2019 và mừng năm mới 2020. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến toàn thể đồng bào công giáo tin lành tỉnh nhà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo tin lành thân mến. Năm 2019, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, Chính phủ trao tặng tỉnh Đồng Nai Huân chương Độc lập hạng 3 về thành tích phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Bằng công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, chúng ta rất tự hào là một trong hai tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả của quá trình 10 năm phấn khởi không ngừng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp với sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của nhân dân. Kết quả tích cực này đã tạo cho khu vực nông thôn một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư mạnh mẽ, đời sống văn hóa xã hội phong phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông thôn từng bước hiện đại. Trong thành tích chung đó có sự tham gia tích cực rất có ý nghĩa của chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào công giáo tin lành. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần yêu nước của quý vị và tin tưởng trong thời gian tới chúng ta phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chung sức chung lòng cùng các tầng lớp nhân dân phát huy những kết quả bước đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội thi đua yêu nước, các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ và đồng bào công giáo tin lành tỉnh nhà tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước và chung sức đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2015-2020. Trong niềm hân hoan lễ Giáng sinh và chuẩn bị chào đón năm mới năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc quý vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào, công giáo, tin lành được nhiều an lành và hạnh phúc. Xin cho một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào thân ái và đoàn kết tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo chương trình, giờ đây chúng con xin kính mời Cha Thánh Hóa khai mạc đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh. Chúng con trân trọng kính mời Cha. Kính thưa tất cả cộng đoàn, chúng ta đang chuẩn bị để mừng đại lễ Giáng sinh, và theo thông lệ trước đó chúng ta cùng xem diễn huyền để kể lại cho chúng ta về lịch sử ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thương nhân loại. Con người được Thiên Chúa tạo dựng, nhưng con người đã phản bội. Thiên Chúa không bỏ mặc con người và hứa ban ơn cứu độ. Và lịch sử cứu độ chính là diễn lại tất cả các biến cố, nhất là những biến cố quan trọng, để cho thấy Thiên Chúa không quên lời hứa. Ngài yêu thương ban chính con một của Ngài đến trần gian để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Vì thế chúng ta sốt sắng hôm nay, chúng ta thánh hóa giờ này để chúng ta thêm một lần xác tín rằng Chúa yêu thương con người, và Chúa đã ban Đức Kitô con một nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, biến đổi chúng ta thành con cái Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta bắt đầu khai mạc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần gửi thương tâm biến hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời chúng ta ngồi xuống để theo dõi. Giờ diễn nguyện sẽ được bắt đầu. Đêm sống lại mầu nhiệm tình yêu, đêm lưu dấu lịch sử nguồn ơn cứu độ tuôn tràn trên con người, đêm ngôi hai Thiên Chúa từ bỏ ngai vàng điện ngọc xuống thế để nhận lấy thân phận mong manh như loài người chúng ta, đêm đất trời giao hòa, đêm chia sẻ cảm thông với người hèn kém khổ đau,
đem bừng lên ánh sáng hy vọng cho chúng ta, những tội nhân đang cần giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Vâng, một đêm lịch sử đầy ý nghĩa. Ước mong rằng khi mọi người chúng ta tham dự giờ canh thức này, chúng ta ý thức và cảm nhận đầy đủ ý nghĩa của tình thương mà Thiên Chúa đã, đang và còn tiếp tục tràn đổ trên nhân loại, đặc biệt trên mỗi người con cái Chúa trong giáo xứ chúng ta. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng hợp chung tâm tình yêu mến, cảm tạ, cùng sống lại chặng đường dài yêu thương ấy qua hoạt cảnh canh thức. Mừng Chúa Giáng sinh! Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm. Thiên Chúa dùng lời quyền năng mà tạo nên muôn loài muôn vật. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, ánh sáng và bóng tối, sông ngòi và biển cả. Tiếp đến, Ngài tạo dựng muôn loài cầm thú để tô điểm cho những chuyện, và người thấy mọi loài người được nên đều tốt đẹp, nên Thiên Chúa chúc phúc cho chúng. Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy tràn mặt đất. Thiên Chúa lại phán: Ta hãy làm ra con người giống hình ảnh ta. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ. Người đặt con người vào vườn địa đàng, cho họ được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn, được làm chủ mọi loài người đã dựng nên. Thiên Chúa còn cho họ được tham dự vào sự sống thần linh của người. Nhưng hạnh phúc ấy không được bền lâu, đã vụt tắt khi con người khước từ tình yêu của Thiên Chúa và bất tuân lệnh Ngài.
tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, đó là đau khổ và sự chết. Đây là tấm bi kịch mà con người đã gây nên khi lạm dụng quyền tự do Thiên Chúa ban. Để phủ nhận uy quyền của Thiên Chúa, họ đã khước từ ân huệ và tình nghĩa với Ngài, khiến cho cuộc sống của họ ngày càng trở nên lầm than, vất vả và đau khổ triền miên. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là đấng nhân hậu, từ bi và giàu lòng thương xót, Ngài không muốn để con người phải hư mất trong tội lỗi, nên sau khi tuyên án phạt cho nguyên tội, Thiên Chúa lại hứa ban đấng cứu thế cho trần gian. Ngài đã chọn gọi Abraham, và cũng từ tổ phụ Abraham, Thiên Chúa đã cho phát sinh một dân tộc vĩ đại là dân Israel. Và cũng từ trong dân, Thiên Chúa đã chọn gọi Môsê. Chính qua Môsê, Thiên Chúa đã dùng cánh tay hùng mạnh của Ngài dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập, khỏi tay Pharaoh. Môsê đã cầu xin Thiên Chúa ban cho dân Israel một bộ luật mới. Và từ trên đỉnh núi Sinai, qua Môsê, Thiên Chúa đã ban cho dân một bộ luật mới, để từ nay họ chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Nhưng họ đã làm gì? Trời, sa mạc nóng bức quá, không thể chịu được nữa rồi. Ừ, tôi cũng không chịu nổi. Tôi đang đợi ông ấy xuống để hỏi tội đây. Còn nữa, nước cũng không có mà uống, khát khô cả cổ, bánh thịt cũng chẳng có mà ăn. Đúng đấy, thà để chúng ta ở Ai Cập còn có thịt bánh mà ăn, ông ấy dụ chúng ta ra đây để giết chúng ta sao? Ừ, sửa mặt đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy sắp sửa chết khát đến nơi. Cái gì mà mọi người ồn ào có vậy? Hãy cho chúng tôi ăn bánh và thịt. Ông muốn đưa chúng tôi ra đây để giết chúng tôi sao? Rồi, xin mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi kiên nhẫn hết nổi rồi. Bây giờ mọi người muốn tôi phải làm gì cho mọi người đây? Ông hãy tìm cho chúng tôi một vị thần, để thần đó phù hộ cho chúng tôi, đưa chúng tôi trở về Ai Cập. Nghe dân kêu réo mãi, Aaron không chịu nổi. Ông bèn chiều theo ý dân. Ông lấy nữ trang của họ, ném vào lửa, luyện thành con bò vàng. Và dân bắt đầu ca hát và sụp lạy mà thờ tượng đó. Họ đã nhiều lần phản bội Thiên Chúa, quên đi lời giao ước lúc ban đầu, và cúi đầu thờ lạy các tà thần. Họ không ngừng chọc giận Thiên Chúa, nộ khí của người bừng bừng nổi giận. Và từ trên núi, Thiên Chúa đã gọi Môsê. Môsê, Môsê, hãy mau xuống trại đi. Dân mà ngươi đã đưa ra khỏi Ai Cập đã chối bỏ ta. Chúng đã đúc cho mình một tượng thờ và đang thờ lạy nó. Ngài muốn tiêu diệt đám dân ô hợp này, nhưng Môsê sắp mình nài xin. Xin Ngài dừng cơn thịnh nộ, đừng tiêu diệt dân người. Xin Người nhớ lại lời đã hứa cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob chúng con, mà nguôi cơn giận. Và Thiên Chúa đã đổi ý định không tiêu diệt dân chúng. Môsê đi xuống núi, mang theo hai phiến đá có ghi 10 giới luật.
khi thấy con bò vàng và dân chúng đang nhảy múa thờ lạy nó. Ông giận dữ ném hai bia đá vào con bò và con bò bốc cháy thành tro. A-rôn, dân đã làm gì ông mà ông để cho dân phạm tội quái gở như thế này? Thưa ngài, xin ngài bớt giận cho tôi trình bày. Như ngài đã biết, dân này là một dân lòng chai dạ đá, ngang đầu cứng cổ. Khi bắn ngài, họ không ngừng nổi loạn, đòi tìm cho họ một vị thần để vị thần ấy phù hộ cho họ. Vì không còn chịu nổi nên tôi đành lấy nữ trang của họ ném vào lửa mà luyện nên con bò này. Hỡi những kẻ lòng chai dạ đá, hôm nay ta thà thấy các ngươi bị giết bởi tay anh em bạn hữu của các ngươi, còn hơn thấy các ngươi bị giết bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Giave. Lạy Giave Thiên Chúa, xin thương xót chúng tôi. Chúng tôi đã phạm tội, đã thất tín với ngài, đã xúc phạm đến Môsê sứ giả của ngài. Xin ngài yêu thương tha thứ, ban đấng cứu thế đến giải thoát chúng tôi. Vì tội bất trung nên Thiên Chúa đã cho dân phải sống cảnh lầm than trong sa mạc 40 năm trường. Họ sống trong thiếu thốn khổ cực, đối mặt với đất đai khô cằn, trong sa mạc nóng cháy. Và cũng trong cảnh lầm than đó, tâm hồn họ được thức tỉnh. Họ đã không ngừng cầu xin lòng thương xót của Giave Thiên Chúa, ban đấng cứu thế cho trần gian. Chúng ta cùng hợp với niềm khao khát của dân Chúa để cầu xin vị cứu tinh đến cứu độ trần gian qua phủ khúc nguyện cầu mùa vọng. Trời đêm u tối, con ngước trông lên trời, nay khát mong về nguồn, tìm đến tươi nước trong. Hồn con mong Chúa, bao tháng năm mỏi mòn, con khát khao tìm về nguồn sống con mong chờ. Chúa ơi, đời bao giông tố, gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời, dìu dắt lên quê trời. Trời cao ơi hãy mưa, một vị Chúa cứu thế, thao thức mong chờ, như tuần tiên mong bình minh.
cánh chim tìm về đỉnh núi Thánh Chúa ơi. Đời bao giông tố gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa Chúa ơi, đời bao giông tố gian khó răng răng đầy, xin Chúa thương một đời dìu dắt lên quê trời. Hồn con mong Chúa như đất mong mưa rào, như cánh chim tìm về đỉnh núi Thánh Chúa. Từ trước muôn đời cho đến nay, Thiên Chúa luôn muốn những kẻ thuộc về Ngài chỉ thờ phượng một mình Ngài, qua việc tuân giữ lời giao ước của Ngài, sống lời Ngài và đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống. Trong thông điệp Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa tìm đến trường học của Đức Maria. Mẹ là cuốn phúc âm không lời nhưng rất sống động cho nhân loại chiêm ngắm và học đòi. Mẹ luôn để tâm lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Theo gương mẹ, cùng với mẹ, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể trong đêm nay qua hoạt cảnh truyền tin. Kính chào Maria đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Sao lại chào tôi như vậy? Maria đừng sợ, vì từ cung lòng cô sẽ sinh ra đấng cứu thế, người sẽ được đặt tên là Giêsu và sẽ được gọi là đấng tối cao. Ngôi báu và ngai vàng của Ngài sẽ vô tận. Thưa sứ thần, việc này xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh thần sẽ ngự xuống trên cô và quyền năng Ngài sẽ bao phủ cô. Hãy xem Isabel, chị họ cô, tuy đã già rồi mà vẫn mang thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa có gì mà không thể làm được. Này, tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Linh
hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Này thần chi tôi hân hở vui mừng, vì Chúa đứng cứu độ tôi, vì Chúa đứng giải thoát tôi, vì Chúa đổi đến phận hèn tôi. Tình Chúa luôn xót thương người tôn kính Chúa. Ngài đã xếp tan những kẻ kiêu căng thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Sắc chỉ ban hành kiểm tra dân số toàn địa hạt xứ Giu-đê. Nếu ai chót đi xa, hãy mau về nguyên quán để đăng ký lại tên tuổi của mình. Ai bất tuân lệnh, truyền chiếu luật hình nghiêm trị. Nghe đây, loa loa loa.
dòng dõi thuộc chi họ vua David, nên Giuse và Maria phải từ biệt xứ Galilê thành Nazareth, cấp tốc lên đường đi về xứ Judea theo lệnh của hoàng đế. Trên đường tuyết lạnh mùa đông, từng cơn gió thổi lạnh như cắt đứt làn da. Đoàn người hành hương dừng chân ăn uống. Giuse và Maria cũng nhập đoàn cùng họ. Khi đến thành Jerusalem, họ đi tìm quán trọ. Còn chỗ trọ không? Con, mời quý khách vào đi ạ. Chủ quán ơi, còn chỗ trọ không vậy? Dạ, còn ạ. Mời vào, nhà tôi còn cả chục chỗ trọ tốt lắm. Mời quý ông, quý bà vào. Chuyến này mình giàu to rồi. Mấy ông bà khách thật là giàu. Ta phải tiếp đãi họ tử tế, mới mong kiếm thêm chút ít. Cha ơi, mấy ông bà này ở đâu mà về đây tìm quán trọ nhiều thế? À, họ ở khắp nơi về khai lý lịch đó mà. Ồ, có người tới nữa rồi kìa. Nhanh lên ra đón khách. Chủ quán ơi, còn chỗ trọ không? Cho chúng tôi thuê một phòng. Ở đây hết chỗ rồi, đi tìm chỗ khác đi. Cha ơi, nhà mình còn mấy phòng trọ trên gác nữa, mà sao không cho họ thuê vậy cha? Thằng nhóc này mày khờ ghê. Họ nghèo sơ nghèo sát, mày không thấy sao? Lại thêm bà vợ đang có bầu, lỡ xảy ra chuyện gì thì bất tiện lắm. Đi tìm chỗ khác mà trọ. Trời đã khuya, hai người ra đi mà lòng đau như cắt, trong âm thầm mệt mỏi, không còn nơi để trọ. Giuse cảm thấy khổ sở. Sau một hồi đứng lặng lẽ nghĩ suy, Giuse dìu Maria tìm đến hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng, và chính nơi đây con Thiên Chúa được hạ sinh. Giờ đây, hợp lời với Thiên Sứ, chúng ta dâng lời tung hô, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúa cho nhân loại.
Đêm hồng phúc đã đến, con Thiên Chúa đã giáng thế làm người, đúng như lời hứa khi xưa nơi vườn địa đàng. Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài bày tỏ lòng yêu thương của Ngài qua mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể vẫn luôn nối tiếp, vẫn luôn tiếp tục trong lịch sử loài người, vì Chúa Giê-xu không chỉ sinh ra một lần, mà Ngài vẫn đang còn sinh ra hôm nay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hòa cùng niềm vui đêm nay, chúng ta cũng không quên cùng hướng về những người trẻ là tương lai rường cột của giáo hội, của xã hội, theo chủ đề của năm phụng vụ mới: đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Hãy cùng họ sống có trách nhiệm, sống nhiệt huyết và khiêm cung đón lấy tình yêu Giê-xu. Hãy cùng nhau mở rộng tấm lòng trước anh chị em, để Chúa giáng sinh trong lòng ta. Xin tình yêu Giê-xu giao hòa đất trời, cũng giao hòa lòng người, để trong ơn thánh, mỗi người chúng ta được hưởng trọn vẹn niềm vui của hồng ân cứu độ. Tất cả giáo lý viên và thiếu nhi chúng con, trong niềm hân hoan mừng Chúa ra đời, xin kính chúc quý cha, quý dì, quý ông bà, cha mẹ và toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng sinh an bình thánh đức.
cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời. Rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi. Từng ngàn thóng xanh tuyết rơi trên mây, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong áo da nô anh tối nay mang cho quà. Ngược đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lọc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giê-xu ra đời. Chuông vang lập lánh từng hồi còn ngân, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên đường cùng hai đôi con. Chân 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 lớn nhộn nhịp vòng quanh, mọi người mừng vui chúc nhau ăn lành Merry Christmas. Nụ cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời. Rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi. Từng ngàn thóng xanh tuyết rơi trên cây, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong ông già Noel tối nay mang cho quà. Ngược đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lọc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giê-xu ra đời. Chuông vang lập lánh từng hồi còn ngân, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên thần cùng bay đôi cánh. Chân 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 lớn nhộn nhịp vòng quanh, mọi người mừng vui chúc nhau an lành Merry Christmas. Người trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời, rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới giáng sinh đến rồi. Từng ngàn thóng xanh tuyết rơi trên cây, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong ông già Noel tối nay mang cho quà. Ngược đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lọc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giê-xu ra đời. Chuông vang lập lánh còn ngang, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên thần cùng bay đôi đá.